Khánh Thi nhắn Phan Hiển: "Đến với anh, em cũng có nhiều trăn trở và điều tiếng." Ngày 21 tháng 3 vừa qua, Khánh Thi đã bước sang tuổi 36. Cô nhận được rất nhiều lời chúc và những món quà từ gia đình, bạn bè, các học trò. Trước tình cảm, sự yêu thương của mọi người, Khánh Thi rất cảm động bởi cô có cảm giác như lâng lâng đang bay. Trên trang cá nhân, kiện tướng Dashboard viết lời cảm ơn gia đình, đồng nghiệp đã chúc mừng sinh nhật mình. Đặc biệt, cô nhắn riêng những lời lẽ ngọt ngào cho ông xã Phan Hiển. Khánh Thi viết: "Gửi riêng ông xã, đối với em, ngày nào cũng sẽ là ngày sinh nhật của em mà không cần hoa hay quà tặng, nếu như anh luôn tôn trọng và thật lòng yêu em. Đến với anh, em cũng có nhiều trăn trở và điều tiếng. Phận đàn bà không phải lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ để cố gắng che lấp sự bé nhỏ, vốn dĩ cần ai đó che chở trước mặt mọi người. Em là một người cứng đầu và khó bảo, em là người cực kỳ độc đoán và ghê gớm. Em là người rất lãng mạn nhưng lại sống thực tế. Nhưng em là người dám hy sinh mọi thứ để được người ta yêu bằng như mình yêu người ta. Bên anh với bao sóng gió nhưng ta đã cùng nhau vượt qua. Em cảm ơn anh đã cho em hiểu thế nào là sự trân trọng và tình yêu chung thủy. Cảm ơn anh đã cho em biết gia đình ấm áp biết bao. Em mong nếu như chúng ta chấp nhận đi trên một con đường, hãy cho em thấy sinh nhật của em tràn ngập cả năm nhé. Bởi vì em không chỉ tổ chức một ngày sinh nhật chỉ để được nhận yêu thương từ anh hay từ mọi người duy nhất một ngày trong năm. Yêu anh, yêu con và yêu gia đình mình." Trước đó, khi nói về tuổi 36, gái một con tâm sự rằng cuộc đời cô đã nhiều thay đổi và cũng như bao người, cô muốn được hạnh phúc. Mặc dù trên con đường tìm kiếm hạnh phúc có nhiều chông gai, nhưng cô không bao giờ hối tiếc về những gì đã chọn. Chuyện tình của Khánh Thi Phan Hiển vốn ồn ào bởi khi cả hai từng là thầy trò và Phan Hiển kém người bạn đời đến 12 tuổi. Khi theo học dance sport tại trung tâm của Khánh Thi, Phan Hiển đã thầm yêu cô giáo mình từ năm 17 tuổi. Mãi đến sau này anh mới dám thổ lộ tình cảm và được cô giáo chấp nhận. Khi công khai mối quan hệ, cả hai vấp phải nhiều chỉ trích của công chúng. Thế nhưng khi Kobe, con trai đầu lòng của hai người chào đời, khán giả lại dành nhiều thiện cảm và ủng hộ cho mối tình của họ. Hiện tại cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới, dù Kobe đã gần 2 tuổi.